Giáo viên tự nguyện nghỉ tinh giản biên chế do không đạt chuẩn có được không? Cán bộ, công chức, viên chức nói chung và giáo viên nói riêng, nếu sức khỏe không bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điểm E khoản 1 điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế thì thuộc đối tượng tinh giản biên chế. Tại khoản 1 điều 72 Luật Giáo dục năm 2019 đã quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy trình thực hiện nâng trình độ chuẩn để đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trong đó đã quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ đạt chuẩn theo từng giai đoạn 1 đến năm 2025 và giai đoạn 2 đến năm 2030, và quy định nguyên tắc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của cơ sở giáo dục địa phương, không thể xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy. Do đó, đối với giáo viên không đạt trình độ đạt chuẩn thì sẽ thực hiện việc nâng chuẩn. Trường hợp vì lý do cá nhân không thực hiện việc nâng chuẩn có nguyện vọng tinh giản biên chế thì địa phương sẽ căn cứ vào thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục của địa phương để quyết định có thực hiện tinh giản biên chế đối với trường hợp nêu trên hay không.